Đồ gỗ Thành Luân xin kính chào quý khách. Hôm nay là ngày 19 tháng 8 năm 2017. Đồ gỗ Thành Luân xin trân trọng giới thiệu quý vị bộ bàn ghế Louis gỗ vụ Ta Quảng Bình, gồm có 9 món hàng đẳng cấp mang thương hiệu Đồ gỗ Thành Luân chúng tôi. Ngày hôm nay chúng tôi đang quay trực tiếp bộ sản phẩm này cho một khách hàng ở thành phố Hồ Chí Minh. Anh đã đăng ký và chúng tôi đã hoàn thiện xong phần anh cách ly trần theo yêu cầu của anh, và chúng tôi đang quay trực tiếp tại cơ sở 2, số nhà 71 và 73 phố Văn Cao, phường Đồng Giang, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng. Khách có nhu cầu liên hệ trực tiếp Thành Luân chúng tôi. Ngoài bộ bàn ghế Louis này của anh khách hàng thành phố Hồ Chí Minh ra thì Thành Luân chúng tôi vẫn còn rất nhiều các bộ bàn ghế Louis này. Hiện tại ở các cửa hàng chúng tôi có tầm 12 bộ bàn ghế Louis gỗ vụ Quảng Bình này. Đây, khách hàng thành phố Hồ Chí Minh, và bộ này chúng tôi đang quay trực tiếp tại cơ sở 2. Quý khách nào có nhu cầu sở hữu các cái bộ sản phẩm mang phong cách hiện đại của cái Pháp cổ này, quý khách có thể liên hệ trực tiếp với Thành Luân chúng tôi theo hai số điện thoại là 0967110389 hoặc 0972770888. Tôi là có rất nhiều các bộ sản phẩm này. Đây, hôm nay chúng tôi quay bộ này theo một cái kiểu do kê đúng thành bộ, đúng theo kiểu mà hai ví dụ nhà ống và không gian nhà ống và không gian phòng, ví dụ khách hàng nào không gian phòng nó vuông hơn là chúng tôi lại quay một kiểu khác, xếp kê thành một kiểu khác. Nên hôm nay đây là chúng tôi xếp kê bộ này để quay chi tiết lên cho quý khách thấy được. Cơ sở 1 và cơ sở 2 của Đồ gỗ Thành Luân chúng tôi đang trưng bày hàng ngàn các sản phẩm. Quý khách có thể về trực tiếp Đồ gỗ Thành Luân chúng tôi để mục sở thị và xem hàng để mua sắm. Sau đây chúng ta cùng đi vào đường nét chi tiết của bộ bàn ghế Louis gỗ vụ Ta Quảng Bình, hàng được quấn vết đi trần theo yêu cầu của khách hàng ở thành phố Hồ Chí Minh. Đây, chúng ta sẽ đi vào đường nét chi tiết. Bộ này gồm có 9 món, gồm có 2 chiếc vang dài, cộng 4 chiếc ghế đơn và 1 chiếc bàn, cộng 2 đôn trà. Rất đẹp. Về cái dáng, kiểu dáng mẫu Louis này thì nó là tuyệt vời và đỉnh cao luôn. Đó, riêng cái dáng ghế của Đồ gỗ Thành Luân chúng tôi thì những đơn vị khác mà có nhái mẫu thì cũng rất chi là khó. Để mà làm được cái mẫu y hệt như của Đồ gỗ Thành Luân chúng tôi thì cực kỳ là khó. Đó, vì thế hiện nay trên thị trường cũng có rất nhiều các cơ sở đã dùng hình ảnh và lấy mẫu của chúng tôi để làm các mẫu giống tương tự, chào đón và cạnh tranh với cái giá thành nó thấp hơn chẳng hạn. Nhưng mà thực sự quý khách hàng muốn xem hàng thì nên lưu ý thật kỹ và quan sát thật kỹ, hoặc quý khách nào nếu mà có thể bớt thời gian và trực tiếp của Đồ gỗ Thành Luân chúng tôi có thể về, chúng tôi sẽ tư vấn cho nó sự khác biệt giữa hàng thị trường và hàng mang thương hiệu Đồ gỗ Thành Luân chúng tôi nó khác nhau như nào. Có rất nhiều các cái điểm mà chỉ có riêng nhà nghề Đồ gỗ Thành Luân chúng tôi nó là bí quyết gia truyền. Chúng tôi là ở bên ngoài thì người ta chỉ nhìn ảnh người ta làm giống theo thôi, nhưng mà không có khả năng là để làm giống hệt được. Rất nhiều khách hàng cũng đã đánh giá trực tiếp cái sản phẩm của Đồ gỗ Thành Luân chúng tôi. Chúng tôi thì gần đây cũng được rất nhiều các khách hàng nói rằng là hiện nay có một số cơ sở hay nhái mẫu của chúng tôi, nhưng mà thực sự ra là cái đồ này chúng tôi là chưa đăng ký được bản quyền nên là cái đấy thì vô tư. Nhưng mà thực sự nếu mà để mà giống được y hệt cái mẫu gia truyền của Đồ gỗ Thành Luân chúng tôi thì rất chi là khó. Nên quý khách lưu ý, cả những cái bộ bàn ghế Louis to này cũng vậy. Trong này chúng tôi là bộ bàn Louis to đây, chúng tôi cũng đang trưng bày ở cơ sở 2. Rất đẹp. Đây, để riêng các cái mẫu này, các đơn vị mà hay lấy hình ảnh chúng tôi để làm nhái mẫu thì thực sự là không thể bằng được. Đó. Và chúng ta cùng quay trở lại với bộ bàn ghế Louis gỗ vụ Ta Quảng Bình, gồm có 9 món của khách hàng ở thành phố Hồ Chí Minh. Và chúng tôi sau khi dừng video clip, chúng tôi sẽ cho vào bọc hàng để đi bàn giao cho khách hàng. Cái dáng ghế này thì nó là tuyệt vời luôn, trông nó nhỏ nhắn như nào đâu, nhưng mà là hàng làm thủ công và nó đòi hỏi các phần gỗ phải lục lạc và chắc chắn, đó, không lỗi lầm thì mới làm được các bộ sản phẩm như này.
trần còng này, nó rất đẹp, và các yếm cũng vậy. Và ngoài cái bộ bàn ghế Louis gỗ gụ ta Quảng Bình này, thường gọi là Lois, ra thì chúng tôi còn sản xuất các cái mẫu bàn ghế ăn cũng là mẫu Louis, rất chi là đẳng cấp, đẹp, đường nét đục chạm này rất chi là tinh xảo, đục chạm thủ công 100% bằng tay. Và cách đây một tháng thì chúng tôi cũng có bàn giao một bộ cho gia đình nhà ông Dũng, ông ở làm ở đài truyền hình VTV Hà Nội. Cách đây ít hôm chúng tôi đã giao một bộ như vậy. Ngày hôm nay tiếp tục là 19 tháng 6, chúng tôi chuẩn bị đóng gói và bàn giao cho anh khách hàng ở thành phố Hồ Chí Minh. Bộ Louis gỗ gụ ta Quảng Bình gồm có 9 món. Đây là lối làm theo đúng lối cổ. Còn những cái sản phẩm bằng gụ Lào hoặc là thì giá thành nó thấp hơn, quý khách có thể liên hệ trực tiếp với tôi. Chúng tôi có đầy đủ các mẫu mã và đầy đủ các loại giá thành cho khách hàng lựa chọn. Riêng đồ gỗ Thành Luân chúng tôi là chuyên luôn luôn cho ra những cái mẫu mới, và mẫu trên thị trường chưa có thì chúng tôi sẽ đi đầu đó với các mẫu mới. Thì quý khách lưu ý những sản phẩm mà đồ gỗ Thành Luân chúng tôi đã đưa ra thị trường, cho ra mắt trên thị trường, thì là quý khách lưu ý rằng các cái đường nét và kỹ thuật và thông số lúc nào cũng phải là khác biệt so với các hàng trên thị trường. Quý khách lưu ý, hiện nay đã có rất nhiều cơ sở đã dùng các mẫu của tôi để làm nhưng mà thực sự ra là nó không thể là giống được, nên quý khách hết sức lưu ý, hết sức lưu ý hàng thương hiệu và hàng không thương hiệu. Và đồ gỗ Thành Luân xin trân trọng cảm ơn quý khách. Xin tạm dừng video clip ở đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong video clip sau. Video quý vị chúng ta xem được chúng tôi quay tại cơ sở 2 số 71 và 73 Nguyễn Văn Cao, Nguyễn Gia, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng. Xin trân trọng cảm ơn.